Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy kính chào chư vị, thầy kính chào chư vị thiền hữu tri thức gần xa. Đây là chương trình mỗi ngày một mỗi chuyện thiền mà con như thường lệ mỗi buổi sáng đến với quý vị một mỗi chuyện ngắn, thú vị nhưng rất là sâu sắc và thâm thúy. Hôm nay là ngày 10 tháng 7 2018. Con đang ở tại lầu 4 chùa Giác Ngộ 92 Nguyễn Duy Thanh, phường 3, quận 10. Trước khi mà đến với mẫu chuyện và nội dung của nó cũng như bài học, con thỉnh chúng ta cùng có mặt với nhau trong một tiếng chuông và một hơi thở, hít và thở cho an lành và mình an trú vào trong cái cơ thể của mình ấy. Cái thả lỏng để cho phép mình được tự do, một không gian tĩnh lặng ở bên trong và ý thức vào cái im lặng ở bên ngoài. Rồi, mô Phật. Mọi người đã sẵn sàng lắng nghe mỗi chuyện nha. Nội dung của mỗi chuyện được kể về cái thứ mà tất cả chúng ta như là người ai cũng quan tâm hết, đó là hạnh phúc. Có một anh chàng nọ thấy những người tu hành đầu tròn áo vuông hay những con người sống đơn giản một cuộc đời mà họ chưa bao giờ có một nỗi buồn, cô đơn, lạc lõng hay bực bội, sân hận ai. Họ có chân thật hạnh phúc. Nhưng anh ta cũng quan sát và thấy bản thân mình cũng rất là nhiều người, cũng như rất là nhiều người xung quanh có đầy đủ mà vẫn là một kẻ đuổi mồi, bắt bóng, vẫn chưa có hạnh phúc. Anh ta mới tìm tới gặp một vị thiền sư đạo cao đức trọng trong thâm sơn cùng cốc nọ rằng: bạch thầy, hạnh phúc là gì? Vị ấy âm thầm dẫn anh ta tới một cái vườn hoa rất là rộng, nói với anh ta rằng: con hãy đi qua cái vườn hoa này, chỉ một lần được đi thôi, và hãy một lần được hái thôi, hãy đem về đây một cái hoa đẹp nhất. Thì anh ta đi ngang qua, thấy một cái hoa rất đẹp và anh ta hái mang về. Vị thiền sư nhìn anh ta đang đợi ở trước cổng, hỏi một câu chắc thật rằng: đây có phải là cái hoa đẹp nhất mà anh nghĩ không? Dạ, thực ra bạch thầy, con đi ngang qua và thấy nhiều cái hoa cũng không có kém gì cái đẹp của cái hoa này, nhưng trên tay con đã cầm một cái đóa hoa mà với tất cả cái lòng cảm kích và trân trọng, con thấy đó là cái hoa đẹp nhất. Vị thiền sư nói: đó chính là hạnh phúc. Câu chuyện kết thúc ở đó. Chúng ta có từng đi vào chợ mua rau, mua cà rốt, mua đậu hũ, mua cá, mua thịt không? Chúng ta đi ngang qua và chúng ta chưa bao giờ dừng lại ở một chỗ. Chúng ta dù có thể thấy nó tốt, đẹp nhất, ngon nhất và tươi nhất, nhưng mà chúng ta lại cũng muốn để đó và đi ngang qua nhiều cái hàng khác, nhiều quán khác để mà so sánh. Ở đây vị thiền sư nói là: hãy đi ngang qua một lần và chỉ được một lần hái cái hoa. Như vậy nếu như mà chúng ta đi ngang qua hàng chợ mà chúng ta không chọn thì cái món đó là món cuối cùng và người khác chọn, chúng ta sẽ mất. Và nếu chúng ta chọn rồi và chúng ta cầm cái món đó đi tiếp và chúng ta thấy có những cái món nào mà nó quý giá hơn, tự động tâm mình hối tiếc đã chọn, đã giữ. Như vậy cái tâm của mình á, nếu không hối tiếc ở quá khứ rằng ta đã lỡ lấy một cái gì đó rồi, bây giờ ta không có cơ hội lấy cái mới, thì cái đó là cái tâm thái nó tạo nên một cái chướng ngại khiến cho ta không chạm được, không trân quý được cái thứ mà chúng ta đang có. Điều đó nó làm cho mình cảm thấy lúc nào cũng dằn vặt với cái quá khứ ngày xưa. Hoặc là chúng ta đã lỡ đi ngang qua đến cuối con đường khiến mình không hái được một cái hoa nào hết, bởi vì mình cứ lựa chọn hoài cá này với cá kia, hoa này với hoa nọ. Mình đi ngang qua và mình không, cuối cùng trên tay không có một cái hoa nào hết, thì đó cũng là một cái sự hối tiếc để chúng ta thấy cuối đường của một con người trước khi nhắm mắt họ thường là hối tiếc vô cùng tận. Họ muốn cái này, họ muốn cái kia, và bởi vì lúc nhỏ họ có cái thứ mà người lớn không có, rồi người lớn họ có cái thứ mà người nhỏ không làm được.
ở phút giây này ta có cái thứ mà phút giây khác không có, ở cái chỗ này ta có cái thứ mà cái chỗ khác không có, ở những người này ta có cái thứ mà người khác không có, ở những người khác ta có cái thứ mà người này không có. Vậy nhưng ta không đang có cái thứ mà ta có, mà ta muốn hướng tới cái thứ ta không có, để cuối cùng ở đây ta hướng tới chỗ kia. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa là bởi vì ta thấy những cái thứ này nó không bằng giá trị những cái thứ ở kia. Ta cứ đi hoài, đi tới, đi mãi, đi đến khi nào cuối cuộc đời là chúng ta hết có khả năng đi, ta mới biết cả một cuộc đời của mình là trống rỗng, mộng du trong lúc ta tỉnh thức vậy. Cho nên ta không ta hướng tới phía trước mà hạnh phúc, mà ta hạnh phúc với những cái thứ ta có trên tay. Cho nên vị thiền sư mới nói đó là hạnh phúc, tức là những gì anh đang có là hạnh phúc. Còn nếu không, anh sẽ đợi chờ để hạnh phúc. Người ta nói đợi để hạnh phúc, nhưng mà đợi chờ là tên gọi khác của tương lai, mà hạnh phúc là ở hiện tại, mà tương lai á thì không bao giờ đến. Như vậy anh không đang hạnh phúc ở đây thì anh sẽ không bao giờ hạnh phúc. Nếu như những gì ở đây anh có mà anh không hạnh phúc thì có lý do nào mà anh hạnh phúc với những thứ anh có nhiều hơn? Không có lý do nào hết trơn. Cho nên hạnh phúc tức là ta thỏa mãn và trân quý với những phút giây đang có này, với những con người ta đang ở với, ta trân trọng cảm kích lấy họ, thì những gì tốt đẹp nhất của họ sẽ dâng hiến cho ta, và những gì ta chưa có nó mới dám đến với ta, bởi vì nó thấy cái cách ta sống đó, là ta rất ân tình, rất nghĩa nặng, rất trân quý, thì mọi người khác mới tìm đến ta, những thứ khác mới tìm đến ta. Như vậy muốn thực sự hạnh phúc thì bỏ cái muốn, và cái hạnh phúc nó đã lúc nào cũng ở đó rồi. Còn cái muốn nó làm chướng ngại như một bức màn, nó khiến cho con người mình lúc nào cũng tới tiến tới phía trước, và tiến tới phía trước được một cái rồi lại tiến tới phía trước được cái nữa, rồi tiến tới phía trước được cái nữa, nó chướng ngại vô cùng. Còn nếu không, ta sẽ ngược lại rằng giống như anh chàng kia, nếu như mà anh hái một cái hoa rồi anh đi tiếp mà anh thấy những cái hoa khác và đẹp hơn, anh cứ nghĩ so sánh, anh nhìn hoài ra ngoài kia mà anh không nhìn cái hoa trên tay của anh á, thì cái hoa mà anh nhìn lúc nào nó cũng đẹp hơn cái hoa trong tay. Thế mình chú tâm vào cái gì thì cái đó tự động nó giá trị thôi. Đôi khi mình có mình chú tâm là cũng vô giá trị. Cho nên cái thứ mà giá trị là bởi vì nó để cái tâm vào. Nếu như mình ta không để cái tâm vào trên cái tay giữ cái hoa, thì anh ta sẽ để cái tâm vào cái hoa ngoài. Mà cái tâm cái hoa nó ngoài nó làm cho anh ta so sánh, và khi so sánh thì anh ta không thể hái được, cứ hái cái lần thôi. Thì anh ta sẽ nuối tiếc bực bội rằng tại sao mình lại hái nhanh quá vậy. À, với cái sự hối tiếc đó là anh ta sẽ đánh mất cái hoa trên tay, và anh ta không có được cái quyền hái những cái hoa kia, là anh ta mất cả hai luôn. Như vậy cái mình đang có đây nè là những thứ mà đẹp nhất mà mình không đang thưởng thức nó, mình cứ người mình hối tiếc, ước gì ngày xưa mình đừng có làm cái chuyện đó, ước gì ngày xưa mình làm cái chuyện đó, tại sao người đó là làm cái việc đó, tại sao người đó không làm cái việc đó, để mà hối tiếc. Trong khi cái mình đang có là cái thứ mà duy nhất mình có thể có mà mình hối tiếc, để mà mình mất luôn cả hai. Như vậy anh chàng ấy hái cái hoa, dù biết rằng những cái hoa khác rất đẹp, nhưng anh ta nói với vị thiền sư: con vẫn tin chắc rằng cái hoa trong tay con là đẹp nhất, bởi vì con biết một điều này nè, đó là những cái thứ con có chưa bao giờ không phải ở đây. Tội gì mà con thay thế cho những cái thứ không có ở đây để con mất cái có ở đây chứ. Đó chính là hạnh phúc. À, như vậy á, cái mà có ở đây mà nó ổn á thì mình không trân trọng, mà mình đi tham lam thì cái tham đó nó làm cho mình mất cái hạnh phúc. Còn nếu như cái thứ ở đây mà nó bất ổn thì mình lại kháng cự, mình tạo ra cái sân hận, mình bực bội với nó. Tại sao anh thế này, tại sao anh thế kia, tại sao việc này, tại sao với là tôi. Cho nên mình mong gì? Có một kỳ nghỉ hè, mong có một công việc, mong có một người thương, mong có một ngôi nhà, mong có rồi mới hạnh phúc. Rồi mong có một ngày nghỉ, mong có một cuối tuần, mong có một đi chơi, mong rồi mới có hạnh phúc. Nếu mà mong hoài như vậy mới có hạnh phúc thì cuối cùng của chúng ta chỉ là đuổi hình bắt bóng, chạy theo giống như là một con sư tử chạy theo cái miếng mồi cột ở trước cổ nó, ở phía trước kia nó cứ tới và cuối cùng nó chỉ chết đói mà không có được miếng thịt nào hết. Thì cái hiện tại nếu như mà nó có trục trặc gì đó thì cái trục trặc đó như là cái thông điệp của vũ trụ nó gửi cho mình rằng mình chưa có sẵn sàng có một hạnh phúc sâu sắc. Mình chưa có trân quý được cái chút nhỏ nhỏ như là một cơn mưa chiều, như là một ánh hoàng hôn, như là một giọt tia nắng buổi sáng, như là bé thơ nụ cười đang nở, như là hơi thở này vào ra, như là miếng cơm đơn thuần đạm bạc, như là ánh mắt con người mình thương, như là cái thân này đang ổn và cái tâm này đang nhẹ. Nếu mình không hạnh phúc một cách sâu sắc những thứ đó thì vũ trụ sẽ vận hành một cách rất là đặc biệt cho mình, một cách đau khổ sâu sắc với những trục trặc xảy ra trong hiện tại.
mà mình không hiểu được cái thông điệp đó, mình chạy trốn hay mình loại trừ, nó tạo ra cái tâm sân. Thì nếu mà mình chạy trốn với những cái đau khổ, tức là mình nghĩ rằng đang học lớp 5 mà trục trặc ở lớp 5 này phải thay qua cái lớp học khác, phải đi tìm một cái thầy cô khác, mình sẽ lên lớp 6 không? Không, mình vẫn ở lớp 5 đó cho đến khi nào mình tốt nghiệp lớp 5 mình mới lên lớp 6. Như vậy tránh vỏ dưa mình sẽ gặp vỏ dừa. Bởi vì như vậy cho nên mình phải ở đây đối diện với cái sự thật, với một cái tâm vững vàng, với một bước chân tự tin rằng những cái thứ đó không phải đến hại ta, mà nó đến để nó giúp cho ta vững vàng sâu sắc lên với cái đời sống của mình, thì mình sẽ có một cái hạnh phúc sâu sắc. Cái thông điệp mà khó khăn nó gửi là vậy đó. Cho nên là những cái gì mà khó khăn ở đây không phải để mình chạy trốn theo kiểu là nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa, hay là mình bực bội than vãn rằng tại sao số phận của tôi, tại sao tôi vô dụng, tôi tự ti, tôi xấu xa, tôi như thế này ABCD. Không phải. Mà mình biết đó, ví thử đường đời này bằng phẳng cả thì anh hùng hào kiệt chả có hơn ai. Vì vậy thay vì ngồi than vãn thì mình hãy biết cái thông điệp đó, và mình bắt đầu biến mình thành ngọc trai và trầm hương. Ngọc nó có được là bởi vì một hột cát rớt vào con trai, và để bảo vệ khỏi sự tổn thương của hột cát tấn công thì nó tiết ra một cái dịch chất, và lâu ngày đầy tháng cái khó khăn, cái sợ hãi, cái mệt mỏi, cái căng thẳng, cái nguy hiểm đó nó lại trở nên một cái viên ngọc minh châu óng ánh. Nhưng mà cái khó khăn đó, cái trục trặc đó, cái trăn trở đó, nó làm cho con người của mình vững vàng lên, sâu sắc lên, mặn mà lên, tinh tế lên. Và mình bắt đầu chạm được những sự sống khác, và con người của mình bắt đầu được trân quý giống như ngọc minh châu. Còn cái thơm, cái đức hạnh, cái vững vàng của mình nó cũng giống như là cái trầm hương kia, cái thứ mà nó phải trải qua một cơn gió, một cái cây nó bị gãy hay một cái sự tổn thương nào đó để cho tự thân cái gió nó tiết ra một cái loại chất để nó tự che chở, bảo vệ, nuôi dưỡng và vững vàng lấy nó. Tức là nó phải tự quay về, tự thân an trú vào nó càng nhiều là khi nào, khi đau khổ, khi khó khăn ở bên ngoài càng nhiều. Bây giờ nó hướng ra ngoài nhiều, chờ đợi một phép màu hạnh phúc, cho nên nó không thể là nó. Cho nên khi mà nó vũ trụ vận hành để cho nó trục trặc thì nó phải quay về và nó tự làm hải đảo tự thân, nó tiết chế ra, nó nuôi dưỡng nó làm lớn lên tinh thần và thể xác của nó. Tức là nó làm tạo ra một cái chất để nó bảo vệ chính nó tạo ra một cái từ trường chánh niệm tỉnh thức chính nó tạo ra một cái nguồn năng lượng yêu thương cho bản thân nó, và cái đó nó làm nên cái giá trị của trầm hương. Vậy nè, như vậy những gì mà đang ở đây nè, nếu mà đẹp nhất thì đó là những thứ mà chúng ta hài lòng và trân quý. Nếu như mà trục trặc thì đó cũng là những cái thứ như là thông điệp của vũ trụ gửi tặng để chúng ta tự rèn luyện, dùi mài. Giống như là dùi mài cái thân này bằng các cái động tác của vật lý, thì ta dùi mài cái tâm này bằng các cái khó khăn của cuộc sống. Để tự động chúng ta sẽ trở nên giống như là một anh chàng nọ thấy một cái kén của một cái con vật, là cái con nhộng nó ở trong đó, nó cứ gồng mình o ép, nó làm gì đó anh ta cảm thấy thương xót quá, muốn cứu nó. Rồi anh ta quan sát 2-3 ngày thì thấy cái đó nó có một cái lỗ nhỏ nhỏ, và anh ta thấy tìm cách nó chui ra, mặc chui ra không được, anh ta động lòng mà muốn giúp, anh ta quyết định cắt cái lỗ này nó rộng ra. Và anh ta quan sát thì nó có hai cái cánh nhẹ nhẹ, và anh ta biết đó là con bướm. Anh ta nghĩ nó sẽ chui ra và nó bay lên. Anh ta đang giúp một chúng sinh bằng lòng từ của mình, nhưng đó là lòng từ không có trí tuệ, khiến cho con bướm chui ra khỏi cái lỗ mà vẫn còn cái cánh rất nhỏ bé, ọt ẹt bò trên mặt đất mà không tung cánh lên bầu trời. Anh ta hiểu lầm cái thông điệp của vũ trụ, cái khó khăn đó là dâng tặng cho con bướm để nó tự phải rèn luyện, o ép, dùi mài chính nó, rồi nó tạo ra một sức mạnh để nó chui qua cái lỗ kia, và cái sức ép của cái lỗ đó nó đẩy tất cả các cái chất dinh dưỡng và cái nước ra hai cánh, làm cho cánh đủ vững vàng và ra khỏi là bỗng bay lên trên bầu trời tự do ấy. Tất cả những khó khăn mà ta hiểu sai lầm về nó, ta sẽ đẩy nó đi và ta làm mất cái cơ hội của chính mình, và ta làm mất cái cơ hội của chính người. Thì cái khó khăn, cái đau khổ, cái trục trặc ấy cũng là cái đẹp nhất, cũng là cái thứ mà ta phải nhìn nó như là một sự cảm kích, cung kính, ân nghĩa. Cái nhìn của ta nó cho ta cái bình an hay đau khổ, chứ không phải cái thứ bên ngoài kia mang đến đau khổ hay bình an cho ta. Đó là cái ý nghĩa của mỗi chuyện cảm nhận của thân, tự thân con, và cũng đang thực tập trong đường đó, mong muốn được lắng nghe chia sẻ và có một chút mát rượi nào đó của mùa xuân tưới tẩm lên những tâm hồn đang đối trải qua những cái đau khổ, khó khăn cuộc sống, cũng như là
một tiếng chuông nhẹ nhàng để cho ai đó đang hướng cái tâm tham của mình đến phía trước, cầu một mong cầu một hạnh phúc, thì quay về và ý thức những gì mình có là người khác mong chờ. Kính gửi đến cho vị gần xa một ngày mới an lành với những lời con vừa mới chia sẻ. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.